Trong này chúng ta đang có ý tưởng là nhân viên, khách hàng. Một số bạn á là đưa nhân viên thì nó có cái username và password của nhân viên trong này luôn. Khách hàng thì có username và password của khách hàng trong cái bảng này luôn. Được chưa? Nhưng thường chúng ta cái user này nè, ví dụ như ở đây thầy tổ chức cái nhân viên của chúng ta có nhiều, có ít thuộc tính thì mình thấy nó bình thường. Nhưng mà nếu như các bạn có một cái hệ quản trị nhân sự, cái user nhân viên nó có đến mười mấy, hai chục cái thuộc tính, chứ không phải là chỉ có chừng đây. Và cái việc mà chúng ta đăng nhập vào, kiểm tra, xác thực là user đó đúng không, password đúng không để cấp quyền, thì đăng nhập hàng ngày. Và không những hàng ngày, user này có thể log ra, log vào liên tục trong ngày đó, cả hàng trăm lần. Như vậy thì nó query dưới database của chúng ta rất nhiều lần, trong khi nó chỉ cần username, password, role, status hết, để nó xác thực là user này có còn tồn tại không, password là gì, đúng hay không. Đúng không nào? Cho nên nếu như mà chúng ta query trong cái bảng nhân viên hoặc trong bảng khách hàng thì không cần thiết, bởi vì có một số thuộc tính chúng ta không cần. Được chưa? Thì người ta sẽ tách cái bảng user này riêng ra. Đó là lý do tại sao mà có user, có nhân viên và có khách hàng. Được không nào? Đó là lý do về database. Cái thứ hai, nếu như mình tạo mới, các bạn new một nhân viên hoặc các bạn new một khách hàng, thì đồng thời các bạn phải new một user. Đúng không? Khi có một nhân viên mới vào, mình nhập thông tin của nhân viên, mình create cái thông tin đó, tạo cho người ta một cái thông tin trên hệ thống của mình, thì có phải mình sẽ tạo đồng thời một cái username, password cho người ta không? Như vậy cái việc tạo đồng thời này làm như thế nào? Thứ nhất, mình phải tạo được nhân viên. Nhân viên phải tồn tại cái đã, lúc này mình mới tạo được user. Nhưng cái việc là tạo nhân viên và tạo user này phải đồng thời cùng lúc. Mình chỉ cần nhấn một nút và hệ thống sẽ tạo cho chúng ta hai cái cùng lúc. Phải không nào? Đấy. Như vậy cái đoạn code của chúng ta để làm được việc này thì bạn phải có nhân viên để bạn có được ID nhân viên. Lúc này bạn lấy được ID nhân viên, bạn mới bỏ vô đây và bạn tạo được user. Và cái ID này của mình là dùng tự tăng thì mình mới cần đến việc đó. Còn nếu ID của các bạn mà tự gõ vào, nếu như mà các bạn gõ thì các bạn có control được là mình đang có cái ID của nhân viên là gì không? Có. Lúc đó mình gõ ví dụ nhân viên 01 thì có phải là mình biết trước nhân viên đó có mã là 01 không? Vậy thì mình lấy cái mã đó mình bỏ xuống dưới, không cần phải bàn gì cả, tại vì mình biết trước. Còn cái ID ở đây thì để là tự tăng. Thì khi mình tạo cái nhân viên này nè, mình có biết là nó sẽ tạo ra cái ID bao nhiêu không? Không hề biết. Khi nào mà nó chèn xong mình mới biết. Đúng không? Thì cái nào nó chèn xong xuôi mình mới biết là ID bao nhiêu, bởi vì nó tự tăng mà. Đó. Cho nên cái đoạn code của mình chỗ này thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy cái đoạn residue để tạo. Như vậy thì trong này mình có mấu chốt là bạn sẽ có một cái lệnh insert nhân viên. Mã nhân viên đâu? Mã nhân viên đâu? Insert. Mã nhân viên đâu? Ở bên này có mã nhân viên mà. Mà sao bên này không có?
Nhân viên có ID mà. À, nó tự tăng. Cho nên là trong cái lệnh insert into của mình là không có. Vậy không có thì mình đâu có biết là ID của nó nhiêu đâu tính. Thấy không? Cho nên cái lệnh insert into của chúng ta ở đây, khi nào cái lệnh này chạy thì mình mới biết ID của nó là bao nhiêu. Vậy mình sử dụng cái scope ID entity này để mình lấy cái ID mới vừa được tạo. Được không? Mình gán vô đây. Mình gán vô cái ID của nhân viên. Và khi mình đã có được cái ID của nhân viên rồi, thì insert into username có, password có, role có, status có, nhân viên ID có. Vậy mình tạo được một cái user tương ứng chưa? Được không? Như vậy mình thực thi cái procedure này, nó sẽ làm gì? Tạo cho mình một user, tạo cho mình một tài khoản của nhân viên trong hệ thống của mình với một cái user tương ứng. Kịp cái procedure, ý của thầy đang muốn viết cái procedure này để làm gì? Các bạn kịp cái ý nghĩa chỗ này chưa? Đang còn vướng cái gì nữa? Đang còn muốn hỏi gì chỗ này nữa? Ví dụ, bạn ứng dụng cái này để làm gì? Tạo hóa đơn và hóa đơn chi tiết cùng lúc. Mình insert một cái hóa đơn, trong đó có gì? Mã nhân viên, mã khách hàng, ngày tạo. Đó là cơ bản nhất của một hóa đơn. Thì khi mình insert xong cái hóa đơn thì nó sẽ tự tạo ra một cái mã hóa đơn. Mình lấy cái mã hóa đơn đó, lấy cái mã hóa đơn, rồi phía dưới mình sẽ insert vào cái gì? Hóa đơn chi tiết. Mã hóa đơn cộng mã sản phẩm cộng số lượng cộng giá, thì mình có được một cái hóa đơn chi tiết. Nếu như sản phẩm của mình mà có 3 sản phẩm thì mình lặp lại cái việc insert đó. Đúng không? Được chưa nào? Như vậy là mình đã có hóa đơn và hóa đơn chi tiết. Tương tự như vậy ha, mình sẽ tạo những cái procedure tương ứng. Và bây giờ mình sẽ dùng nó bên Java như thế nào? Thầy demo phần này trước. Ví dụ khi thầy chạy cái form này lên, với cái form của này thầy code cơ bản để demo cho các bạn thôi. Còn nếu mà các bạn code thì các bạn chú ý cái phần UX UI cho nó đầy đủ. Nếu như thầy sẽ nêu một cái tên Nguyễn, Thị, Mỹ, Hoa, các bạn thấy chuyện gì xảy ra? Chuyện gì nào? À, nó tự thêm cái username. Thì mình làm sao tự thêm được? Thì trong cái phần xử lý gõ cái user này nè, gõ cái user, cái full name này nè, thì mình sẽ gọi một cái phương thức, mình gọi một cái hàm. Cái hàm đó là sinh ra cái này bằng cách nào? Ví dụ thầy gõ chữ Nguyễn thì nó lấy chữ Nguyễn, nhưng khi thầy gõ thêm chữ Thị thì chữ Nguyễn nó không còn nữa, mà nó chỉ lấy chữ N thôi, và nó lấy chữ Thị là cái chữ mà đầy đủ. Nhưng khi thầy gõ chữ Mỹ thì nó không lấy chữ Thị nữa, mà nó lấy chữ Mỹ. Chữ Thị nó chỉ lấy chữ T. Và khi thầy gõ chữ Hoa thì nó không lấy chữ Mỹ nữa, mà nó lấy chữ Hoa. Mình viết cái đó được không? Hả? Rồi. Nếu như bạn có thể viết thì bạn tìm luôn thử là Nguyễn Thị Mỹ Hoa này có tồn tại trong database không? Nếu tồn tại thì bạn báo rằng user này tồn tại. Hoặc là bạn sẽ thêm số 1, số 2, số 3, số 4 vô đây.
giống như bạn tạo TikTok hay là một cái kênh nào đó, nó sẽ tự create cho các bạn một cái username, đúng không nào? Nó thêm 19, 20, 31, 37 gì đó, nó tự thêm vào. Thì mình cũng có thể làm được việc đó. Và ở dưới này, email address thầy chưa có validate nha, thầy cứ thêm vào thôi. Ví dụ như là Hoa Nguyễn Thị Mỹ A cộng gmail.com, address 123 ABC 123456789. Password các bạn sẽ đổi lại, không nhìn thấy giúp thầy, chọn G password field. Rồi chỗ này admin hay không admin, đổi lại cho thầy admin hay không admin, chỗ này vẫn ok. Status đổi lại giúp cho thầy, còn hoạt động hay ngưng hoạt động. Còn thầy lấy cái true form thầy hiện ra luôn. Các bạn chỉnh lại được không? Được, ok. Và lúc này khi thầy gọi cái hàm để trong cái nút add này nè, thì ở trong này thầy sẽ có gọi cái hàm add nhân viên. Đây. Được chưa? Thêm nhân viên vào. Họ tên, TT-get, email, địa chỉ, điện thoại, username, password, admin status. Được không? Được đúng không? Và thầy sẽ gọi đến cái lớp down, create nhân viên and user. Mình tạo đồng thời hai cái cùng lúc. Đúng không? Vậy cái phương thức này nó làm gì vậy? Phương thức create nhân viên and user. Mình đã có họ tên, email, địa chỉ, điện thoại. Đây mình có địa chỉ, điện thoại. Username, password, role, status. Mình mới truyền từ ở phía trên đó. Ở phía trên là mình ghép từ các cái gtext field đó. Được không? Rồi mình truyền xuống dưới này. Và các bạn sẽ có một cái string SQL con. Cái này là gì đây? Là cái tên của store residue. Được chưa? Cái mà mình mới viết từ bên này nè. Được không? Mình viết đây rồi mình phải thực thi nó để nó tạo ra nhé. Để nó tạo ra cái procedure bên này nhé. Được chưa? Được không? Nó nằm ở đâu? Khi mà mình tạo ra cái store procedure rồi thì trong cơ sở dữ liệu của mình nó nằm ở đâu? Ở đâu? Trong này có không? Nằm đâu? Đây, store residue. Đây. Được chưa? Đó. Thầy tạo là nhân viên và user nè. Mình phải tồn tại ở đây mình mới gọi được nhé. Rồi. Như vậy mình sẽ gọi chỗ này. Cái lệnh này có chưa? Cái này ở đâu ra? Mình đã viết ở bên cái class là hỗ trợ. Đúng không nào? Cái này mình viết cái gì bên này vậy? SQL update câu lệnh SQL. Câu lệnh SQL của mình hồi nãy là gì? Con cái procedure. Và tham số truyền vào address 3 chấm. 3 chấm là sao? Cái này là tùy, không có cũng được. N tham số đưa vào cũng được, muốn bao nhiêu cũng được, là dùng dấu 3 chấm. Được chưa? Và cái này không phải là mình mới thấy, mà mình thấy từ đâu? Dự án mẫu là đã có rồi, source code của dự án mẫu các bạn cũng thấy luôn rồi. Và thầy đang tái sử dụng cái class này của dự án mẫu.
thầy không viết gì mới chỗ này cả. Được chưa? Cho nên khi mà các bạn đi làm lập trình, có những cái class mà các bạn viết một lần, xài một đời, không có gì mới cả. Mình có thể viết thêm, viết thêm, viết thêm, nhưng mà những cái class cũ mình có thể tái sử dụng được. Đây là một minh chứng. Cái class này nó từ cái thằng model DAO XCDVC. Cái này là cái chú thích ngay từ bên dự án mẫu luôn á. Đó, copy nguyên C qua đó các bạn. Không có gì mới hết ha. Và thầy đã cho đổi cái này thôi. Đổi cái tên, đổi cái username và password để connect vào. Còn mọi cái là y chang, không có gì hết. Và khi chúng ta gọi ở đây, tạo một nhân viên, vậy nó có họ tên, email, địa chỉ, điện thoại, username. Và lúc nãy thầy hỏi rằng username này từ đâu mà có, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ xử lý cái username này nè. Từ đâu? À, như vậy cái đoạn của chúng ta, khi mà chúng ta update nhân viên thì chúng ta lấy, delete lấy. Bây giờ đối với lại cái username thì thầy sẽ gọi một cái hàm create username from name. Thì khi cái name của chúng ta mà gõ đó thì nó sẽ gọi cái hàm này. Nếu như cái name này mà rỗng thì chưa có user. Nhưng khi mà thầy gõ cái username rồi, ví dụ Trần Khoan, thì có phải cách nhau bằng dấu khoảng trắng không? Thì cái hàm slip này nó để làm gì ta? À, nó tách Trần Quang thành một cái mảng, chữ Trần riêng, chữ Quang riêng. Đây, mảng nè. Được không? Rồi sau đó thầy tạo một cái bộ nhớ tạm. Thầy for chạy trong cái mảng đó. Được chưa? Và thầy chạy đến cái thằng nào? Ví dụ như Trần Quang. Y nhỏ hơn bạch.len trừ 1. Là thầy chạy đến chữ Trần thôi, còn chữ Quang thầy bỏ. Đúng không? Và trong chữ Trần đó, thầy lấy ký tự không là ký tự đầu tiên là chữ T. Rồi xuống dưới. Cái username của thầy, nếu như full name trên này là Trần Quang nhé, thì cái đoạn này nó sẽ lấy được một chữ T. Và xuống đây nó ghép với cái gì đây? Bạch, bạch len trừ 1, tức là nó lấy chữ chữ Quang, nó lấy nguyên chữ Quang, nó thêm vào username, tức là thành T Quang. Được không? Và tại vì cái chữ Quang là không có tiếng Việt thì không sao, nhưng mà giả sử là Quỳnh đi, chữ Quỳnh, Trần Quỳnh, thì cái chữ Quỳnh là nó có tiếng Việt, có dấu. Cho nên thầy viết thêm cái hàm remove cái dấu đi. Đó, đây cái hàm remove cái dấu đi. Bỏ dấu. Bỏ dấu tiếng Việt đi. Được chưa? Và nếu như ở phía trên này của thầy là Trần Quang Bình đi, thì cái vòng for này của mình nó sẽ for đến đâu? Trần Quang. Và nó lấy chữ TQ. Còn nó nhả lại cái chữ cuối cùng là Bình, nó nằm ở đây. Vậy nó ghép vô username là TQ Bình. Còn nếu như các bạn muốn ghép Bình TQ thì các bạn sẽ ghép ngược lại, tùy các bạn. Được không? Rồi. Và cuối cùng sau khi mà thầy remove cái tiếng Việt rồi,
thì to low key là username thì nó không có ký tự hoa, nhìn cho nó dễ nhìn được không? Ví dụ như T quy bình. Và chỗ này nếu như muốn thì các bạn có thể check luôn cái username mà mình vừa tạo này nè, nó có trong database không. Nếu có thì bạn tự động cộng thêm số 1, số 2, số 3 gì đó giúp thầy, để đảm bảo rằng cái username đó là gì, không trùng. Nhưng trong code của mình vẫn cho người ta có thể tự thay đổi username này nếu người ta muốn. Được chưa? Đó là mình đang làm cả UI, cả UX luôn đó. Chứ nếu như mà mình bắt người ta phải sử dụng cái username của mình thì không hay lắm. Mình gợi ý cho người ta một cái username thôi. Còn người ta muốn thì xài, không muốn thì người ta tạo mới, người ta gõ vô. Được chưa nào? Như vậy đó là đoạn code của mình xử lý cái form này. Khi mà thầy gõ trên này cái gì thì dưới này nó tự tạo ra cho thầy một cái user. Thầy chưa chích trùng nhé. Các bạn làm thêm cái đoạn chích trùng giúp thầy. Và khi thầy nhấn nút thêm, chưa có thêm nhé. Ở bên này data của chúng ta, thầy chưa có select. Để thầy select hai cái. Rồi thầy sẽ select cái gì đây? Select nhân viên và user đúng không? Sao? Gì? Nhân viên sao user. Rồi. Như vậy các bạn sẽ, tại vì sao nó không cho user các bạn? Trùng từ khóa. Cho nên mình sử dụng cái dấu ngoặc thì nó không còn trùng từ khóa nữa. User của mình chưa có đúng không? Cái thằng nhân viên cũng chưa có nè. User cũng chưa có nè. Bây giờ mình sẽ qua bên này mình add ha. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đi. Cho nó khác với lại những cái kia. Number. Chọn một dãy số 9 đi cho nó khác. Rồi thêm vào. Nằm dưới nè. Nguyễn Thị Mỹ Hoa nè. Điện thoại nè. Username, password. Đây. Chọn lại ha. Nguyễn Thị Mỹ Hoa, mã là 25, mới vừa tạo. User của chúng ta Mỹ Hoa, password mã 25, mới vừa tạo, nó gán vô đây. Được không? Được không các bạn? Đấy, như vậy các bạn thấy là chúng ta đã tạo được một nhân viên và một user tương ứng cho nhân viên đó cùng lúc. Vậy thì hóa đơn và hóa đơn chi tiết của các bạn cũng tương ứng như vậy. Kịp không ta? Kịp không? Đấy. Rồi. Các bạn thao tác. Nếu có vấn đề gì thì các bạn sẽ trao đổi thêm. Cần hỏi gì thì hỏi thêm. Đoạn code của phần procedure thầy sẽ gửi cho các bạn. Đoạn code tạo ra username,
đoạn code lấy cái bỏ dấu tiếng Việt, thầy sẽ chuyển cho các bạn, hoặc các bạn tự nghiên cứu cũng được, sao cũng được cả. Nếu như thầy chuyển thì đôi khi các bạn sẽ ý lại, còn nếu như các bạn biết có cách làm như vậy thì các bạn tự nghiên cứu nó hay hơn, đôi khi các bạn có nhiều cái idea hay hơn. Không, có nhiều cái idea hay hơn chứ không nhất thiết phải làm giống thầy. Miễn làm sao mà các bạn đạt được cái yêu cầu công việc là được.